Thưa quý vị, theo báo cáo mới đây của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương cần thêm từ 12 cho đến 18 tháng chọn đơn vị thay thế do tư vấn dừng hợp đồng, nên đến năm 2025 công trình mới có thể khởi công thay vì là năm nay. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư đang chuẩn bị thủ tục đấu thầu tìm đơn vị thay thế sau khi chấm dứt hợp đồng với tư vấn IC, tư vấn thực hiện tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Hiện Ban quản lý đường sắt đô thị đã làm việc với các nhà tài trợ tuyến metro số 2, dự kiến chọn được tư vấn CS2B vào tháng 9 năm 2023. Các gói thầu chính sẽ được phát hồ sơ mời cuối năm 2024 trước khi khởi công một năm sau đó. Việc thi công tuyến metro sẽ hoàn thành năm 2030 và thêm 2 năm cho công tác bảo hành. Metro số 2 Bến Thành Tham Lương có tổng mức đầu tư gần 47.900 tỷ đồng, dài hơn 11 km với 9 ga ngầm, 1 ga trên cao. Theo kế hoạch trước đó, dự án khởi công năm 2022 và đưa vào khai thác vào năm 2026.